Bài trích sách Công Vũ Trong Đồ. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô đứng chung với nhỏ 11, lớn tiếng nói với dân chúng rằng: toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những ai ở xa, tất cả những ai mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Đó là lời Chúa.